Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi luôn mang đến những thông tin hữu ích giúp quý vị cập nhật tình hình trong và ngoài nước một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Còn bây giờ, hãy cùng theo dõi những nội dung chi tiết. Ngày 4 tháng 4, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đang tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Hiếu, 36 tuổi, ngụ huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long để điều tra về tội làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả. Thông tin ban đầu, chiều ngày 3 tháng 4, qua công tác trinh sát, Công an huyện Cầu Kè phối hợp Công an huyện Càng Long và Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh Trà Vinh tiến hành kiểm tra nhà trọ ở ấp Trà Mẹt, xã Thông Hòa, huyện Cầu Kè thì bắt quả tang Hiếu đang tàng trữ tiền giả. Qua kiểm tra, lực lượng công an thu giữ 7 tờ tiền có mệnh giá 500.000 đồng, 382 tờ tiền có mệnh giá 5.000 đồng, 144 phôi tờ tiền chưa thành phẩm có mệnh giá 5.000 đồng, một máy photo màu, ba dao loại cắt giấy và một số dụng cụ khác dùng để in ấn tiền giả. Bước đầu, Hiếu khai khoảng 10 ngày trước mua máy in đa chức năng để trong phòng trọ. Sau đó, Hiếu dùng máy in photo nhiều tờ tiền giả để tiêu xài cá nhân. Hiện vụ việc, cơ quan an ninh điều tra tiếp tục điều tra làm rõ. Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tiền giả là vấn nạn mà bất kỳ quốc gia nào cũng phải đối mặt. Cùng với sự phát triển của công nghệ sao chụp và xử lý hình ảnh, kỹ thuật làm tiền giả của bọn tội phạm ngày càng tinh vi hơn. Bên cạnh đó, thủ đoạn buôn bán, tiêu thụ tiền giả của bọn tội phạm cũng ngày càng phức tạp. Tuy nhiên, tiền giả dù làm tinh vi đến đâu cũng chỉ gần giống với tiền thật về hình thức, không có các yếu tố bảo an hoặc có làm giả một số yếu tố nhưng không tinh xảo và có thể nhận biết được. Mặc dù vậy, nếu người tiêu dùng không nắm được các đặc điểm bảo an của tiền thật, không kiểm tra đồng tiền khi giao dịch thì vẫn có thể là nạn nhân tiềm tàng của tội phạm về tiền giả. Cũng theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tiền polymer Việt Nam bao gồm 6 mệnh giá từ 10.000 đồng đến 500.000 đồng, có nội dung và các đặc điểm bảo an như sau. Nội dung cơ bản trên tờ tiền: mặt trước, hình chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quốc Huy, dòng chữ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, mệnh giá bằng số và chữ, hoa văn trang trí. Mặt sau, dòng chữ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, mệnh giá bằng số và chữ, phong cảnh hoặc là công trình kiến trúc lịch sử, văn hóa, hoa văn trang trí. Các đặc điểm bảo an cơ bản: 1. Hình bóng chìm, 2. Dây bảo hiểm, 3. Hình định vị, 4. Yếu tố in lõm, tức nét in nổi, 5. Mực đổi màu, mệnh giá 100.000 đồng, 200.000 đồng và 500.000 đồng, 6. Hình ấn nổi, mệnh giá 10.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng và 200.000 đồng, 7. Giấy màu vàng lấp lánh, 8. Cửa sổ lớn có mệnh giá dập nổi, 9. Cửa sổ nhỏ có yếu tố hình ẩn, mệnh giá 50.000 đồng, 100.000 đồng, 200.000 đồng và 500.000 đồng, 10. Mảng chữ siêu nhỏ, 11. Mực không màu phát quang khi so với đèn cực tím, 12. Số seri phát quang khi so với đèn cực tím. Lưu ý, mệnh giá khác nhau có thiết kế đặc điểm bảo an khác nhau về vị trí, hình dạng. Ví dụ, cửa sổ lớn ở mệnh giá 500.000 đồng có hình hoa sen cắt đều, ở mệnh giá 100.000 đồng có hình bút lông trên nghiền mực. 5 cách kiểm tra nhận biết tiền thật theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Cách 1. Soi tờ tiền trước nguồn sáng, kiểm tra qua hình bóng chìm, nhìn thấy rõ từ hai mặt, được thể hiện bằng nhiều đường nét tinh xảo, sáng trắng. Dây bảo hiểm, nhìn rõ từ hai mặt, chỉ dọc theo tờ tiền có cụm số mệnh giá hoặc là chữ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Việt Nam đồng như là 500.000 đồng, 200.000 đồng, 100.000 đồng, 20.000 đồng, 10.000 đồng tinh xảo, sáng trắng. Ở mệnh giá 50.000 đồng, dây bảo hiểm ngắt quãng có cụm số 50.000. Hình định vị, hình ảnh ở trên hai mặt khớp khích, tạo thành một hình ảnh hoàn chỉnh, các khe trắng đều nhau, nhìn thấy từ hai mặt. Ở tiền giả, hình bóng chìm chỉ là hình mô phỏng, không tinh xảo, các chữ số trên dây bảo hiểm không rõ ràng, không sắc nét. Hình định vị không khớp khích, các khe trắng không đều nhau. Cách 2 đó là vuốt ve tờ tiền, kiểm tra các yếu tố in lõm. Vuốt nhẹ tờ tiền ở các yếu tố in lõm sẽ cảm nhận được độ nổi, nhám rác của nét in. Ở mặt trước, tất cả các mệnh giá, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quốc Huy, mệnh giá bằng số và chữ, dòng chữ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ở mệnh sau, mệnh giá 500.000 đồng, 200.000 đồng, 100.000 đồng, dòng chữ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, mệnh giá số và chữ, phong cảnh. Ở tiền giả, vuốt nhẹ tay chỉ có cảm giác trơ lì hoặc có cảm giác gần tay nhưng không có độ nổi, nhám ráp như tiền thật. Cách 3, trao nghiêng tờ tiền, kiểm tra mực đổi màu, yếu tố này có màu vàng khi nhìn thẳng, đổi màu sang màu xanh lá cây khi nhìn nghiêng. Iridium là dãy màu vàng chỉ dọc theo tờ tiền, lấp lánh ánh kim khi trao nghiêng. Hình ẩn nổi, khi cầm tờ tiền nằm ngang tầm mắt, khi nhìn thấy chữ Việt Nam nổi rõ ở mệnh giá 200.000 đồng, 10.000 đồng và chữ ngân hàng ở mệnh giá 50.000 đồng, 20.000 đồng. Ở tiền giả, có làm giả yếu tố mực đổi màu nhưng không đổi màu, hoặc có đổi màu nhưng không đúng màu như tiền thật, không có yếu tố iridium, hoặc có giả nhũ vàng nhưng không lấp lánh như ở tiền thật. Cách 4, kiểm tra các cửa sổ trong suốt. Cửa sổ lớn có số mệnh giá dập nổi là chi tiết nền nhựa trong suốt ở phía bên phải, mặt trước tờ tiền có số mệnh giá dập nổi tinh xảo. Cửa sổ nhỏ có yếu tố hình ẩn là chi tiết nền nhựa trong suốt ở phía bên trái, mặt trước tờ tiền. Khi đưa cửa sổ gần sát mắt,
thì xuyên qua cửa sổ tới nguồn sáng đỏ, bóng đèn sẽ đốt, ngọn lửa sẽ thấy hình ảnh xung quanh nguồn sáng. Ở Tiền Giả, cụm số mệnh giá dập nổi trên cửa sổ lớn không tinh xảo như là tiền thật, trong cửa sổ nhỏ không có yếu tố hình ẩn. Cách năm dùng kính lúp đèn cực tím, bảng chữ in siêu nhỏ được tạo bởi các dòng chữ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoặc là Việt Nam, hoặc là số mệnh giá lặp đi lặp lại, nhìn thấy rõ như kính lúp. Mực không màu phát quang là cụm số mệnh giá in bằng mực không màu, chỉ nhìn thấy phát quang khi so với đèn cực tím. Số seri phát quang, số seri dọc màu đỏ phát quang màu vàng cam, hoặc là số seri ngang màu đen phát quang màu xanh lơ khi so với đèn cực tím. Ở Tiền Giả, mảng chữ siêu nhỏ chỉ là một chấm màu hoặc là các dòng chữ số không sắc nét, khó đọc. Không có mực không màu phát quang hoặc có làm giả nhưng mà phát quang yếu, số seri không phát quang hoặc là phát quang không giống như tiền thật. Chất liệu ni lông in Tiền Giả dễ phai, giãn hoặc là rách khi kéo, xé nhẹ ở cạnh tờ tiền và không có tính chất đàn hồi đặc trưng như là tiền thật khi nắm tờ tiền trong lòng bàn tay và mở ra quan sát. Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, để khẳng định một tờ tiền là thật hay giả, lấy tờ tiền thật cùng lại so sánh tổng thể và kiểm tra các yếu tố bảo an. Theo các bước nêu trên, lưu ý phải kiểm tra nhiều yếu tố bảo an, tối thiểu là từ 3 tới 4 yếu tố để xác định là tiền thật hay giả. Phản ánh đến báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, một số bạn đọc cho biết dịp cuối năm thị trường đổi tiền lẻ tiền mới rất nhộn nhịp. Lợi dụng thời cơ đó, một số đối tượng đã dùng một số chiêu trò lừa đảo, một số nạn nhân đã bị mất tiền khi thực hiện các giao dịch đổi tiền mới. Anh Phan Thành, ngụ quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, do có nhu cầu đổi tiền mới, tiền lẻ dịp Tết, anh Thành đã lên mạng tìm hiểu và biết được một nhóm chuyên dịch vụ đổi tiền. Do có nhu cầu sử dụng trong dịp Tết sắp đến, anh Thành muốn đổi tờ 500.000 đồng thành 500 tờ mệnh giá 1.000 đồng. Khi trao đổi trên nhóm, người đổi tiền yêu cầu anh Thành chuyển khoản 550.000 đồng bao gồm phí đổi. Do họ không cho kiểm hàng nên đến ngày nhận, anh chỉ lấy hàng, sau đó mới kiểm tra. Lúc kiểm tra tôi mới phát hiện cọc tiền bị rút ruột, chỉ có khoảng 200 tờ 1.000 đồng, còn lại là giấy trắng trong lõi. Tôi vội liên lạc với tài khoản đã trao đổi thì bị họ chặn liên lạc, anh Thành nói. Tương tự, chị NTC, ngụ thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh cũng lên mạng để tìm đổi tiền mới với số tiền hơn 2 triệu đồng. Muốn có tiền mới để lì xì dịp Tết nên tôi lên mạng tìm kiếm dịch vụ đổi tiền. Sau khi tìm được một nhóm và được một tài khoản giới thiệu đổi tiền với chi phí khá rẻ, tôi đổi 2 triệu đồng thành 100 tờ 20.000 đồng và chỉ mất 100.000 đồng tiền phí. Sau đó họ yêu cầu tôi phải chuyển 200.000 đồng, đó là 20% tiền đổi để đặt cọc. Không nghĩ ngợi nhiều, tôi đã chuyển cho họ. Thế nhưng sau khi chuyển tiền thì họ ngay lập tức chặn liên hệ với tôi, chị C nói. Ngoài những rủi ro trên, người có nhu cầu đổi tiền mới có thể bị đổi phải tiền giả vào dịp cuối năm. Chị Thanh Trúc, ngụ quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cũng vì tin vào quảng cáo hấp dẫn trên mạng như là tiền thật 100%, quyền niêm phong của ngân hàng, quyền cọc, giao hàng nhanh, đủ mệnh giá, đẹp lung linh, an toàn, chị không chỉ bị mất phí đổi tiền mà còn nhận về tiền giả. Mọi người không nên tin vào những quảng cáo trên mạng về các dịch vụ đổi tiền mới, kiểu nào thì người đổi cũng sẽ bị thiệt, chị Trúc nói. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hoàng Minh, trưởng văn phòng đại diện Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, những quảng cáo dịch vụ đổi tiền mới trên các trang mạng xã hội tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ cho người đổi tiền. Thực tế đã có không ít người thực hiện giao dịch đổi tiền mới, nhưng khi nhận lại tiền thì được đổi không đủ như cam kết, thậm chí là nhận lại tiền giả. Các đối tượng lừa đảo đã lợi dụng thời cơ đánh vào tâm lý của người muốn đổi tiền để thực hiện hành vi lừa đảo. Đa số đối tượng khi nhận được tiền thật của người có nhu cầu đổi tiền liền chặn liên lạc và lặn mất tâm. Ông Minh cũng cho biết thông thường những người này sập bẫy các chiêu trò lừa đảo và bị đổi tiền đều xem như là xui, không ai trình báo đến cơ quan chức năng vì sợ bị truy cứu trách nhiệm về tội mua bán tiền giả. Hiện nay, theo quy định của pháp luật, cả người mua và bán tiền giả đều bị xử lý hình sự với các mức phạt tù khác nhau mà không phụ thuộc vào mệnh giá, giá trị tiền để mua bán. Ông Minh nói, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết nhu cầu thanh toán, lưu thông hàng hóa, tiền tệ trong dịp cuối năm thường tăng cao. Do đó, Ngân hàng Nhà nước luôn có các chỉ đạo kịp thời các ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố và các tổ chức tín dụng tăng cường công tác thanh toán, công tác tiền tệ, kho quỹ. Mục đích đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiền mặt về cả số lượng, cơ cấu và chất lượng tiền cho lưu thông hàng hóa, tiền tệ. Đồng thời nâng cao chất lượng tiền cho lưu thông, thu đổi và tuyển lựa tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông. Ông Lệnh cho hay, chỉ có ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố và các tổ chức tín dụng mới được phép thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông. Vì vậy, mọi hành vi thu đổi tiền mới, tiền lẻ của cá nhân, tổ chức nhằm hưởng chênh lệch, trao đổi tiền qua mạng không được phép đều vi phạm pháp luật và phải được ngăn chặn xử lý nghiêm minh. Vừa rồi là những thông tin chính của chương trình hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực mang đến những thông tin nóng, chính xác và hữu ích nhất cho quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình sau.